Cáp Mã Nha. Thật là tráng lệ quá. Tráng lệ? Cô không sợ chết hay sao chứ? Nếu tôi đến trễ, cô sẽ thành một đống thịt bầy nhầy dưới giống ngựa rồi. Ý cô muốn nói là cô đã cứu tôi thì tôi phải trao thân gửi phận rồi. Tôi đã cứu cô còn nói giỡn với tôi? Ê, tôi nói thiệt nha. Nếu như tôi là con trai thì tôi sẽ lấy cô làm vợ. Nếu cô còn nói bậy nữa thì đừng trách tôi nha. Nói thật nha, tôi rất ngưỡng mộ cô có võ nghệ cao cường. Tôi mới ngưỡng mộ cô có tánh ít hoạt bát vui vẻ. Ý, vậy được rồi, cô dạy tôi võ nghệ, tôi dạy cô hoạt bát vui vẻ. Hoạt bát vui vẻ có thể học được sao? Sao lại không được? Chỉ cần thường thường mở miệng ca hát thì được rồi. Thì ra cô là cô gái thích ca hát. Tôi còn biết ca nhiều bài nữa. Phải rồi, sao cô lại đến tái ngoại? Thật ra lần này tôi đến tái ngoại là muốn sưu tập một số ca khúc êm tai đóng thành một quyển sách. Thật có chí khí. Nhưng mà không biết trời cao đất rộng, ở tới ngoại không phải quê duyên trong nhà cô, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Nhưng mà tôi đã tới đây, bây giờ làm sao? Hay là cô đến bộ lạc tôi đi. Ở đó có rất nhiều bài ca hay, còn có một ca sĩ vĩ đại, Giang Bất Lộ. Giang Bất Lộ? Giang Bất Lộ là một người rất thích ca hát. Khi hắn mở miệng ca hát thì làm cho nhiều cô gái si mê. Chắc là ý trung nhân của cô chứ gì? Không phải hắn. Ta có người khác rồi. Có phải người đó tặng thằng người đỡ này cho cô không? Mình đi. Sư Quân! Sư Quân có sao không? Nước. Nước. Nè, từ từ uống nha. Uống từ từ. Từ từ uống. Uống từ từ chứ. Nước trong này Quân uống hết rồi. Giờ phải tính sao nè. Quynh, nếu lúc nãy tôi không kiếm được Quynh ở trong bãi sa mạc thì Quynh đã chết hết rồi. Ê, hồi nãy Quynh ngất xỉu trong sa mạc. Hình như là nó thấy hai cô gái đó. Một cô thì khoác cái khăn lụa đỏ, còn một cô nữa thì giống như là công chúa của thị tộc nào đó. Thật là rất xinh đẹp. Không phải ảo tưởng không đó. Tôi có nghe sư phụ từng nói, ở trong sa mạc khi mà con người đó sát đến cực độ thì sẽ nảy ra một ảo tưởng. Cái tình cảnh đó gọi là ảo thị sa mạc. Không phải vậy đâu, Quynh thấy thật sự mà. Tại sao nói là ảo tưởng? Thôi đi, không nói với Quynh nữa.
Ê, gói đồ của mình đâu? Ê, chết rồi, chắc là bỏ lại ở Ba Chát. Ê, Quỳnh đi lấy. Ê, không được đâu, chú Quỳnh, chú không sợ quái nhân đó sao? Như vậy bức thư của sư phụ gửi cho đường Ba Bá sẽ bị thất lạc, phải tính sao đây? Phải trở về Thiên Sơn. Đâu có dễ gì được Hạ Sơn, còn chưa chơi đã lại trở về sao? Lần này mình thất bại như vậy, làm sao trở về gặp đường Ba Bá được? Cái gì đó? Có phải của Cáp Mã Nhã không? Tôi thấy dung nhớ của ta sắp nghiêng rồi đó. Muốn ăn gì hả? Chờ một chút, Cáp Mã Nhã, tôi nghĩ tụi mình đi chỗ khác kiếm đi. Cô coi. Đúng vậy, có phòng không? Chúng tôi muốn vào trong phòng. Nè, tiếp tục đi, tiếp tục đi. Cửa đã. Ủa, không thể được ra. Tiếp đi. Đói quá trời luôn. Sao rồi? Tôi ăn chay. Cô kìa, ăn như bò ngốn cỏ. Hồi nãy bên ngoài lại giống như con thỏ đế. Cô không thấy những người bên ngoài sao? Người nào người nấy đầu trộm đuôi cướp. Họ không phải là quan thì là cướp thôi, không có ai tốt hết. Nè, cô thì mỹ kính đáo như vậy, làm sao thông pha trong giang hồ được? Cô bảo vệ tôi thì được rồi. Cô định đi theo tôi cả đời sao? Trừ phi cô đi lấy chồng. Nói bậy bạ hoài. Nếu mà không muốn thì uống nhiều bạc hả? Yêu muốn nói là phải chặt lấy cho được cái đầu của đường nổ để biết tướng quân để thành công hay là sao không? Lại chết đi! Cô giết họ rồi. Nếu bà muốn giết đường hổ, tôi nhất định không tha cho nó. Càng nhìn chị thì thấy càng đẹp đó nha. Đúng rồi. Đẹp quá mà. Chào các chị. Chào. Nè, tôi có cái này muốn cho cô xem nè. Đi đi. Nè, cô đã. Quỳnh chưa hát hết bài mà. Đúng rồi. Thôi đi, để cho người ta đi đi mà. Người ta còn nhiều chuyện để nói lắm. Hai người đi đi. Hai người cứ tự nhiên nói chuyện nha. Đi đi. Ê, khoan đã. Để cho người ta đi đi mà. Mình tiếp tục ca hát. Thôi vậy hả? Được. Nè, đi. Thôi thức. Nè, quà tặng cho cô nè. Mỗi khi tôi đến Ba Trác, tôi đều mua món quà này về cho cô. Lần này lâu rồi không thấy cô trở về, tôi đã dành đống hộp này đó. Tôi không lấy, mấy cái này tôi không thể dùng được. Tại sao lại không được? Quà này cô nên rất thích mà. Nè, cô coi kìa. Đây là đặc sản của Ba Tư, dùng hai miếng da chó sói mới được đổi. Cô ngửi coi thơm lắm. Ê, để tôi coi. Quà thơm quá. Ê, sao anh mua nhiều khăn tròn cho Cáp Mã Nhã vậy? Tôi thấy cô ta thường khoác cái khăn đỏ. Tôi muốn mua một cái khăn khác để hợp lòng với cô ta. Tôi chỉ thích cái khăn lụa này. Vậy cần tay này có thích cho cô hay không hả? Con gái đây nó vào ca hát kêu dụ rất khả ái đó. Đưa tôi coi. Thế, kêu cũng vui lắm.
Nếu cô thấy thích thì tặng cho cô đó. Dòng bất lộ, tôi ẩn cư trong rừng núi đã lâu, có trang điểm đẹp đẽ cũng vô ích. Những món này tôi không lấy đâu. Nhưng đó là tấm lòng của tôi mà. Cảm ơn Quỳnh. Đem phần chia cho các cô khác đi, họ sẽ vui mừng hơn. Được, cô có thể không nhận quà. Tôi ca vài bài cho cô nghe được không? Ca hả? Được đó, cô ta rất là thích ca. Cổ? Lần này tôi dẫn cổ về đây là nhờ Quỳnh giúp cổ sưu tập dân ca của mình. Sưu tập dân ca? Hai người nói chuyện đi. Tôi giao cô ta cho Quỳnh đó. Cám Mã Nhã, cô đi đâu vậy? Khờ thật, tất nhiên đi tìm cha của tôi rồi. Con gái trở về có lý gì không đi gặp cha. Hãy tiếp đãi cô ta cho chu đáo. Cô rất thích sưu tập dân ca thì cô nói với ảnh đi. Ê! Cô thật thích dân ca thật sao? Ừ. Ê, Cáp Mã Nhã. Cha. Con mới về hả? Ừ. Để cha nhìn con cho kỹ coi. Con gái của cha càng ngày càng xinh đẹp. Cha, cha đừng có chọc con nữa. Phải rồi, dạo này Nạp Lan Tú Cáp họ cả ép bức chúng ta phải không? Vẫn như trước, ngoại trừ thâu thuế nặng còn cướp giật dê bò, nhưng nếu chúng ta đoàn kết, hắn không làm gì chúng ta được đâu. Ở trên đường còn gặp rất nhiều tay sai của Nạp Lan Tú Cáp. Bọn họ nói phải chặt lấy đầu của cha đem hiến cho Đa Đạt. Cha đang đợi chúng nó đây. Cha, để con trở về xin sư phụ cho con ở bên cạnh của cha cùng cha giết kẻ thù. Chuyện trong bộ lạc cha đã có xếp đặt. Bây giờ việc con lo lắng là việc lớn trong đời con. Nếu cha có xảy ra việc gì bất trắc, sau này ai săn sóc cho con chứ? Cha, cha không có sao đâu. Cha sẽ sống lâu trăm tuổi, cả đời con sẽ ở bên cạnh cha. Dù cho cha được sống lâu trăm tuổi, con cũng phải đi lấy chồng chứ. Chừng nào con mới thành hôn với Giang Bất Lộ? Giang Bất Lộ? Đúng rồi. Ai mà không biết hai con là kim đồng ngọc nữ trên thảo nguyên này, con không thích nó sao? Cha, con chỉ thích giọng ca của ảnh, chứ không phải thích ảnh đâu. Nhưng mà, trong lòng của nó chỉ có một mình con. Không thể như vậy được. Phải rồi. Hả? Dạo này có tin tức gì của Hối Minh Sư Bá không? Con thường hay hỏi thăm đến ổng, con quan tâm đến sư ba con hả? Đâu có gì, thuận tiện hỏi cho biết thôi. Ông ta vẫn còn ở Bắc Phong trên Thiên Sơn, mấy năm nay rất ít hạ sơn xuống đây. Chắc ổng có cho người đem tin tức đến cho cha. Té ra người mà con muốn hỏi thăm là hai vị thiếu niên hiệp khách đó ha. Hai đứa đã trưởng thành, túng tú khôi ngô rồi. Con của cha rất là có nhãn quan. Cha nói gì vậy? Nếu trong lòng của con có một đối tượng hợp ý con, thì cha con đã được yên lòng. Cha còn nói con sẽ đi ngay. Được. Cha không nói nữa, không nói nữa. Sư phụ. Sư phụ. Mới xuống núi có mấy ngày, tại sao lại trở về lẹ quá vậy? Sư phụ à, đệ tử đến đây xin lỗi sư phụ đó. Nói đi. Sư phụ. Chưa chắc sư phụ đã tha thứ cho các ngươi đâu. Thưa sư phụ, bức thư của sư phụ chúng tôi đã làm mất rồi. Làm mất rồi? Sư phụ đã đoán biết trước mà. Nhưng càng thấy xấu hổ hơn sự đoán biết trước của sư phụ. Sư phụ có lộn không đó? Chúng đệ tử bị làm nhục, sư phụ cũng đâu hãnh diện gì. Phải rồi sư phụ. Hả? Các ngươi trách sư phụ không biết chỉ dạy cho các ngươi phải không? Chiêu Nam, ngươi rất thông minh nhưng lại lười biếng. Kêu ngươi tập võ nghệ thì chỉ tập ba qua. Còn ngươi nữa, con tuy rằng ngươi rất siêng năng, chịu cực khổ, nhưng đầu óc lại không được nhanh trí. Hay à, sư phụ à, chúng con đánh thua người ta là vì chúng con không có kiếm. Phải dùng kiếm khí, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm. Kiếm khí của các trò chưa có luyện được. Nói đến kiếm, sư phụ càng tức giận. Sư phụ còn chưa dạy các ngươi đã bỏ đi rồi. Được rồi sư phụ à, sư phụ đừng nổi giận nữa. Kiếm của chúng con bây giờ đang ở đâu? Người rất hay, vừa mới đốc xong. Theo sư phụ. Thật hả? Sư phụ. Đây không phải là nằm mơ chứ? Sư phụ, sao sư phụ có một chỗ đẹp như vậy mà tụi con không biết? Đây là chỗ sư phụ đốc kiếm thường ngày. Nếu để cho người biết được thì mỗi ngày không phải mất hết mấy cái kiếm này sao hả?
Quá ra sư phụ rất là thích trận cất kiếm. À, ngày thường thì hứng thú nhất của sư phụ là đốt kiếm đó. Sư phụ thích kiếm như vậy sao không cho chúng con dùng kiếm? Kiếm ở trong tay là vật của ngoài thân, chỉ có kiếm ở trong lòng mới là vĩnh viễn thuộc về mình. Ây à, nói tới nói lui, sư phụ vẫn không muốn chúng con dùng kiếm. Vậy chúng con đâu phải được đi vô Bảo Sơn nhưng lại tay không ra ngoài sao? Ê, kiếm khách phối kiếm là tùy tụ. Chúng con đều là phàm phu tục tử à. Người thích cãi giả với sư phụ hả? Nè, được rồi, tùy tục cứ tùy tục. Các người quay đi, đã chuẩn bị cho các ngươi rồi nè. Nè, cây này là du long kiếm, thân kiếm dài nhưng mà mềm dẻo, thích hợp bám xiết đấu với kẻ địch. Còn đây là đoạn ngọc kiếm, ngắn nhưng rất cứng, có lợi khi đánh sát vào thân kẻ địch. Chiêu Nam, dạ, ngươi lành trí linh hoạt, đoạn ngọc kiếm tặng cho ngươi. Ờ, Vân Thông, dạ, ngươi thật tài chất phác, hơi thích hợp với cây du long kiếm này. Cảm ơn sư phụ. Sư phụ, con lấy cây này, càng ngắn càng nguy hiểm, con rất thích cây du long kiếm này. Nếu mà sư đệ thích du long kiếm thì huynh nhường đó. Cảm ơn sư huynh. Vân Thông biết nhẫn nhượng, quả nhiên có phong độ một vị sư huynh. Tuy rằng Chiêu Nam có óc thông minh nhưng mà hơi lười biếng, còn ngươi tuy rằng hơi kém một chút nhưng lại rất quý có tinh thần cao cả. Nếu như sau này hai sư huynh đệ biết tương trợ lẫn nhau thì nhất định sẽ có tương lai sáng lạng đó. Cảm ơn lời của sư phụ chỉ dạy. Ừ, hai sư huynh đệ ta phải thân nhau như huynh đệ thủ túc, tuyệt đối không nên để sư phụ thất vọng. À, nhất cho tôi mà tôi không đẹp sao được. Đó là bởi vì trời xanh cô quá đẹp. Giờ trời đừng có chơi nữa. Đi. Ê, đừng có dẫn tôi đi đâu. Tụi mình đi ngay cho bất luận ca hát. Hả? Hay quá. Thiệt là hay ha. Hôm nay, vị nữ nồng phi hồng thân trên thảo nguyên của chúng ta, tức là cô Cáp Mã Nhã, tôi sẽ ca thêm một bài ca vui vui nữa. Đó là nỗi lòng của dân bất lạc đó. Sự thích anh dũng của cô. Cô đừng nói chơi nữa. Tôi quên rồi sao? Tôi đến sưu tập dân ca mà. Được rồi, cô viết đi. Cô đang nghĩ gì vậy? Không có gì. Có tâm sự hả? Đi, tôi dẫn cô đi một chỗ. Để tôi thu thập đồ của tôi đã. Phong cảnh ở đây đẹp quá. Khi mà tôi gặp chuyện gì phiền não thường hay đến đây. Tôi biết người trong lòng của cô không phải là Giang Bất Lộ. Tôi còn chưa biết người tặng cái khăn lụa đỏ này cho cô là ai. Cho tôi biết đi. Hồi nhỏ chúng tôi thường chơi chung với nhau. Trú ngụ trên núi Thiên Sơn. Là một tiểu tử khờ khạo nhưng rất thật thà. Bây giờ tiểu tử khờ dại này chắc không có khờ nữa đâu. Tôi cũng không biết. Đã mười mấy năm rồi tôi không gặp được anh ta. Thật ra tôi thấy có gặp mặt hay không cũng đâu có quan hệ gì. Quan trọng nhất là suốt đời có người thương nhớ tới mình cũng hạnh phúc rồi. Thank you.
Là một cô nương xinh đẹp như cô, không lẽ không có người nào để cho cô thương nhớ sao? Không có. Cha của tôi coi chừng tôi rất nghiêm nhặt. Cả gì không nhân của tôi cũng phải do ông làm chủ. Lần này tôi chạy ra ngoài để tránh người ta tức vào mắt thôi. Té ra cô là một nàng dâu trống tránh kết hôn. Không được, tôi phải bắt cô về cho cha cô. Tôi dám. Tôi sẽ kêu gian bất lộ bám sát cô suốt đời. Cô có thiện ý với anh ta phải không? Để tôi nhận ảnh lại cho cô. Không thèm đâu, cô để dành lại cho cô đi. Cá Mã Nhã. Cha. Cá Mã Nhã. Cha. Con mới đi chơi về hả? Hồi nãy tất cả mọi người đều chơi rất hân hoan. Các con chạy đi đâu mất vậy? Tôi không thấy cổ, tôi không đủ tin thằng ca nữa. Cha, cổ là người bạn mới của con gặp ở trên đường. Tên là Minh Huệ. Còn vị này là cha của tôi, là vị anh hùng trên thảo nguyên tôi sùng bái nhất. Chào cô Minh Huệ. Cha của tôi là linh hồn trên các bộ lạc thảo nguyên. Sau này cha tôi xuất lĩnh các người trong các bộ lạc giết chết Đa Đạt, giết chết Đạp Lan Thương Cá. Ê coi con kìa, chỉ thích nói bậy bạ, làm cho Minh Huệ cô nương sợ hết hồn kìa. Cha, sao cha lại chỉ thích con gái của mình như vậy? Được rồi, cha xin lỗi con, ta xin lỗi con nha. Bây giờ trời đã tối rồi, nước uống cũng hết. Lần này chắc gặp nạn như lần trước. Nếu như gặp nạn như lần trước, được gặp Cát Mã Nhã trong hải tỳ ảo tượng cũng không sao. Huynh đừng chim bao nữa. Cát Mã Nhã nếu có chọn chọn tôi chứ không chọn huynh, còn không đi kiếm nước uống à? Sư đệ, hình như huynh nghe tiếng nước chảy. Sư huynh, tiếng nước từ ở đằng kia kìa, chúng mình đến đó đi. Ê, phải rồi, đựng nước vào đây, tụi mình còn phải lên đường. Nè, sư huynh à, trời cũng đã tối rồi, chúng mình mau đi tìm một nơi nào nghỉ ngơi đi, ngày mai tiếp tục lên đường. Cũng được, mình đi. Cô biết không, tôi rất ngưỡng mộ cô có một người cha tốt như vậy. Nếu cha tôi cũng nghe theo lời của tôi thì đỡ rồi. Nhưng mà không có cha mẹ nào mà không thương con. Tôi tin tưởng cha cô cũng rất thương cô đó. Cô lên đường một mình, tôi thật không có chút yên lòng. Theo quả diệm tiễn này, cô cầm lấy đi. Nếu xảy ra nguy hiểm gì, cô phóng lên không trung, người trong bộ lạc ngó thấy sẽ lập tức đến cứu cô. Cô tốt với tôi quá. Bây giờ chia tay, không biết khi nào mới gặp lại được. Quan nghênh cô đến lúc nào cũng được. Chỉ sợ là tạo quá trớ trêu. Cái gì? Cô còn quan nghênh tôi không? Dĩ nhiên rồi. Cô đừng có quên, giao bất lộ còn ở chỗ này. Tôi chờ đợi cô đến giành giật anh ta đó. Vậy tôi đi nha, cô bảo trọng. Quê chiêu đâu? Nó ngủ rồi. Để nó ngủ đi. Đi đường mấy ngày mệt mỏi rồi đó. Phu nhân vô nghỉ đi. Đó, tướng công, có người đến. Thưa đại thúc, xin lỗi đại thúc. Huynh đệ chúng tôi từ Thiên Sơn đến đây, đi đến nửa đường bị lạc đường, lương khô đã ăn hết rồi. Cầu xin đại thúc hãy cho chúng tôi đồ ăn. Được, chờ chút đi, để tôi đi lấy giùm cho. Cảm ơn đại thúc. Sao lại vậy? Chuyện gì? Các hiệu nước hát tuyền hả? Nước hát tuyền à? Nước hát tuyền có thể làm nhiên liệu, các vị cần phải cẩn thận. Đó là tài sản của một nhân, nhớ đừng để cho quan binh biết được nha. Cảm ơn đại thúc. Cảm ơn. Xin hỏi đại thúc quý tánh đại danh? Các vị gây tôi trường này thống được rồi. Nguy rồi. Hả, chuyện gì hả? Chúng nó tới kìa. Tướng công, họ đã đuổi tới rồi. Kiều Quy chịu thức dậy đi, chúng ta lập tức đi ngay. Đại thúc, không biết đã xảy ra chuyện gì đó. Xin lỗi nha, các vị đi trước đi. Tôi làm ít lòng đến quan lớn trong triều đình, tôi không muốn liên lụy các vị. Đại thúc mới vừa giúp cho chúng tôi làm sao mà mặc kệ đại thúc được. Phải, tôi có thể thử du long kiếm của tôi rồi. Vậy cảm ơn các vị. Bác Tài à, bác dẫn công tử và phu nhân chạy trước đi, để tôi và hai vị thiên hiệp này chống cự. Không được đâu, nếu chạy thì mình cũng chạy. Chạy đi mà. Được mà. Hay dạ. Quy chiều, sau khi con lớn lên phải hành hiệp trường nghĩa nha. Dạ. Phu nhân,
cùng Quy Diêu chạy đi. Không được, dù sống dù chết mình cũng không thể chia tay. Hay dạ, chạy đi. Dạ. Chạy nhanh lên. Dạ. Hay, chạy đi, chạy căng sát đầu. Thúc à. Nhanh lên. Đại thúc, đại thúc à, có sao không? Tôi không xong được. Tại sao Quang Minh đuổi theo đại thúc vậy? Nè, đây là tịch lực âm dương thần trận, là bí mật tổ truyền của nhà họ Trường chúng tôi đó. Thì nhất định đem nó vào trong kinh thành trao cho con trai của tôi. Hãy nhớ kỹ nha. Đại thúc đừng lo, đại thúc sẽ khỏi tai nạn mà. Thì nhớ là được. Có thể lột ra trong những tay của kẻ già mà. Nhớ nha. Đại thúc, đại thúc, đại thúc. Sư huynh, đại thúc sao rồi? Chết rồi à? Chết rồi. Gáp Mã Nhã, cô đang ở đâu vậy? Gáp Mã Nhã, Gáp Mã Nhã. Gia Bất Lộ. Gáp Mã Nhã. Tại sao huynh cứ đi theo tôi? Tôi quyết định theo cô đến Hồ Điệp Cốc. Huynh nói cái gì? Gáp Mã Nhã, Gáp Mã Nhã, tôi tuyệt đối không rời khỏi cô. Ôi da, ở đây thật là nóng nực quá, không có một bóng người nào. Tới chừng nào mình mới tới được bộ lạc của Cáp Mã Nhã này chứ? Còn tiếng đồng hồ nữa sẽ tới rồi. Ê, sư huynh, đó là nhạc khúc Cáp Mã Nhã thổi phải không? Hình như là nhạc khúc cô ta dạy cho huynh đó. Ê, sư huynh, chờ tôi với. Đi mau đi. À, sao lại gặp các người? Hoàng thiên bất phụ hữu tâm nhân. Rốt cuộc chúng ta muốn làm gì? Theo chúng ta về. Sao không về? Về đâu? Ê, sư huynh, ây da, như vậy không được đâu. Gió nghệ nó rất cao cường. Chúng mình chạy đi, mau lên. Ê, sư đệ à, thấy tự bắt mình rút đau tương trợ, hồi trước sư phụ dạy của mình thế nào chứ? Bộ lạc bây giờ đang cần đến người. Sao huynh lại nói như vậy? Huynh thật là tệ. Nhưng mà Cáp Mã Nhã, huynh nói mau về đi. Bộ lạc có người lâm nạn, đi mau. Đại hiệp có sao không? Đại hiệp à? Theo tôi đi về. Người đánh người ta bị thương như vậy, ta phải đưa hắn về phủ tướng quân điều trị. Xin lỗi người tiểu thư, tướng quân chỉ ra lệnh dẫn cho tôi về thôi. Xin lỗi tiểu thư. Mời. Đi đi. Đi. Thank you.
喂，你没事吧？ Dắt một người đi lên núi rất là mệt nhọc. Kêu huynh để được cổng huynh không chịu. Nam nữ thò thò bất thân, cô làm sao cổng hắn được. Huynh ở đây chờ tôi coi có sư phụ trong đó không. Đừng có xem, mau cứu người ta trước đã, lấy nước giùm tôi. À. Dạ bất lộ, để anh lên đi. Ừ. Phải rồi, dùng quyền băng châm. Dạ bất lộ, làm mình ảnh đi. À. À. Để tôi điều trị cho. Quỳnh biết việc đạo trên người ấy đâu? Quỳnh biết dùng quyền băng châm sao? Tôi cái gì? Ra ngoài canh gác. Giờ mất lộ, tôi phụ đến lập tức thông báo cho tôi.
cho rộng lượng cách nào cũng ganh tị. Một nam một nữ thật là nguy hiểm. Một nam một nữ quá thật nguy hiểm. Nguy hiểm. Con gác nhỏ con này rất biết lòng người. Ta có một tia âm rồi. Quỳnh ở đó làm gì? Quỳnh đứng đó canh gác. Nếu sư phụ trở về tụi mình làm sao chạy kịp. Đi xa một chút đi. Đi mau. Dạ. Kiếm tôi có chuyện gì? Cô không phải thường kiếm một thứ hoa đặc biệt ở trên núi hay sao? Phải rồi, thứ hoa tôi kiếm gọi là ưa đàm hoa. Chồng của tôi ngó thấy một đám hoa màu tím xanh. Có phải hoa cô kiếm không? Ai đó? Tôi đã kêu Huynh đừng có ra đây mà. Cáp Mã Nhã, cô không phải nói là sư phụ cô có đầu tóc bạc sao? Cậu trẻ à, tôi đã từng gặp sư phụ của Cáp Mã Nhã một lần rồi. Tuy là đầu tóc của cổ cũng bạc như tôi, nhưng mà gương mặt cổ còn rất xinh đẹp, hoàn toàn không giống tôi đâu. À, dạ thưa bà, Cáp Mã Nhã nói với tôi, ưu đàm qua 80 năm mới nở một lần, mỗi lần chỉ có một đóa thôi, đâu có thể nở cái đám như vậy. Cô có muốn đi theo tôi để xem không? Bà Mùa Hằng, cảm ơn bà đem tin mừng này cho tôi. Xin chuyển lời cảm tạ ông Đốc Hồ dùm cho tôi sẽ lên núi xem qua. Vậy cũng được. Cáp Mã Nhã à, đây là trái nho và dưa hấu tôi vừa mua ở Hà Cát, xin cô ấy nhận lấy đi. Cảm ơn bà. Cô đừng có khách sáo với tôi. Từ khi cô đến ra trong hồ địa cốc này, những kẻ gian ác không có dám lên núi. Cuộc đời chúng tôi được bình yên vô sự. Những người đi săn ở trên núi đều nói là phải cảm ơn các người. Thôi được rồi, tôi còn phải trở về nấu cơm cho chồng tôi ăn. Xin chào. Xin chào. Kỳ quá, máu độc đó ấy ra, sao hắn chưa tỉnh vậy? Hắn đã ối được máu độc ra ngoài, không còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà hắn bị chút nội thương và ngoại thương, phải qua một thời gian mới khôi phục lại được. Thôi được, Quỳnh trông chừng hắn giùm tôi. Tôi phải lên trên núi hái thuốc, thuận tiện xem loại hoa nào mà ông Đắc Hồ phát hiện. Thế ông Cân, bữa nay cô đã giúp điều trị cho hắn chắc cũng đã mệt rồi, hay là để tôi đi thay cô nha? À, không được. Cô ở chung với hắn ở đây tôi không có yên lòng. Chưa biết hắn là người tốt hay là người xấu. Nếu rồi hắn tỉnh lại. Hắn tỉnh lại thì sao? Khi hắn tỉnh lại, cô là nữ, hắn là nam ở chung với nhau. Tôi với Quỳnh cũng là cô nam quả nữ vậy. Tôi với cô đâu phải như vậy. Chúng ta đã trưởng thành từ nhỏ trong một bộ lạc. Cha có cô và cha tôi kết nghĩa huynh đệ lẫn nhau. Cô lại thấy tôi ca hát nữa. Quỳnh đừng có nói nữa. Quỳnh càng nói càng tào lao. Tôi đi hái thuốc. Nè, thưa ông Cân, để tôi đi chung với cô. Quỳnh đi có ích gì? Quỳnh nhận ra được thảo dược hay sao? Không có sao đâu. Tôi leo lên sườn núi xem qua giùm cho cô. Ma Ha Mô Hân nói rồi, ở đó có nhiều hoa tím, tôi hái một đóa cho cô xem có phải là ưu đàm hoa không. Ngoài ra tôi có đem theo đàn để đàn cho cô nghe. Được rồi, được rồi, tôi thật kính phục Quỳnh đó. Để tôi đi lấy giỏ giùm cho cô. Giao Bất Lộ, thế nào, nhìn thấy chưa? Cáp Mã Nhã, cô xem coi có phải là ưu đàm hoa không? Không phải là ưu đàm hoa. Tại sao Huynh không cẩn thận làm tay trầy rồi? Để tôi lấy thuốc đắp cho Huynh. Về Cáp Mã Nhã, cực khổ đến đâu tôi cũng vui lòng. Tôi đi hái thuốc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
在草原名声大，名声大，孩子们看见他笑哈哈，豺狼看见就害怕。Dạ bác Lựu, huynh ca đi ca lại bài ca này, tôi nghe chán rồi đó. Cô không thích nghe tôi ca bạn khác nha. Chỉ số đi trang điện, thuê đúng cho tài hình, các má nhã, cô có thương Thuộc không? Tôi thích nghe Quỳnh hát. Vậy cô có thích tôi hay không? Sợ thật. Bài ca cho Quỳnh ca, tôi lại thích nghe Quỳnh ca. Dĩ nhiên không ghét Quỳnh rồi. Nếu nói như vậy là thương tôi hả? Tôi đi hái thuốc. Dạo này tình hình của các mục dân thế nào? Báo cáo tướng quân, chúng tôi dùng đủ tất cả phương pháp, nhưng bọn mục dân ngoan cố vẫn không chịu đóng thuế. Các người phải cho thêm áp lực, nếu họ không phục thì giết đường tha. Dạ, báo cáo tướng quân, tiến thôi về rồi. Tướng quân, miễn lễ. Huệ Nhi, con chuyện gì rồi à? Dạ, con nhớ cha lắm đó. Huệ Nhi, con coi con, sao con lại ăn mặc như vậy? Đường đường là tiểu thơ của tướng quân, con mặc y phục như vậy đi khắp nơi, còn ra thể thống gì nữa chứ? Tiểu thơ, tiểu thơ sưu tầm được dân ca nhiều như vậy à? Phải, ta đã tới nhiều chỗ, giờ còn quen được một người bạn. Y phục này chắc là hắn tặng cho tiểu thơ. Tướng quân. Dạ. Cha đã nói với con bao nhiêu lần rồi, kêu con đừng đi bậy bạ ngoài, con không nghe lời cha. Con coi, lại mặc y phục như vậy nữa. Dạ, lần này con ra ngoài là để sưu tầm dân ca, con đi từ thành thị tới thôn quê. Nếu con mặc y phục tiểu thơ của một vị tướng quân thì bên ngoài thấy con sẽ xa lánh con, đâu có ai chịu ca hát cho con nghe nữa. Huệ Nhi à, bây giờ những mục dân này thường hay chống đối với cha, ở bên ngoài rất hỗn loạn, cha sợ một mình con đi ra ngoài sẽ nguy hiểm đó. Dạ, cha yên tâm, không có sao đâu, con chỉ đi sưu tập dân ca, đâu có phải là đi gây chuyện, không có nguy hiểm đâu. Huống chi Sang Đơn đã dạy con công phu và phóng ấm khí rồi. Được rồi, được rồi, được rồi. Tóm lại vậy sao? Cha không cho con đi một mình ra ngoài nữa. Không cho thì thôi. Con làm gì vậy? Chắc tại cha quá chiều chuộng con. Ừ? Chị nói mấy câu là giận cha rồi. Ừ? Cha, cha đừng thấy gã nữ con lầu đó đứng trước mặt cha cung kính cha kêu con là tiểu thơ thì lầm nha. Ra tới ngoài hắn dám thô lỗ với con, còn giết người vô tội nữa đó. Hả? Thật vậy à? Dạ thiệt. Hắn dùng võ lực bắt con về đây. Có một vị thanh niên tốt bụng muốn cướp con, nhưng không ngờ nữ câu lâu đã thương vị thanh niên đó. Ngoài ra hắn... À, được rồi, được rồi. Con đừng quá xúc động. Có gì từ từ nói đi hả? Con không biết. Bây giờ con xin cha cho người đi cứu vị thanh niên đó trở về đây. Nếu cha không chấp nhận lời con, sau này con không nghe lời cha nữa. Được rồi, cha chấp nhận lời con, cho một người đi xem con. Nhưng mà con phải hứa với cha phải đi gặp Dương gia Đa Đạt đó. Dương gia Đa Đạt nào? Là vì Dương gia mà triều đình phải đến đây thì đi sát. Ừ.
lui ra. Lui ra. Dạ. Mạc tướng bận bịu không cẩn thận, có tội đáng chết. Cũng may Dương gia bắn súng thiệt giỏi mới tránh được tai nạn này. Dương gia, tướng quân đã điều tra tên thích khách này là một mục dân. Vô đây làm 2 năm biểu hiện rất là tốt. Cúi xin Dương gia dung thứ. Về sau đối với thị vệ, cận thân phải thẩm tra cẩn thận. Đứng dậy đi. Dạ. Phải tăng cường công tác, không được sợ ở chút nào. Dạ. Quân đội dưới quyền của ông tự ý cướp đồ đạc của một dân, có thật vậy không? Báo cáo Dương gia, một dân ngoan cố không đáng thế, mà tướng bất đắc dĩ mới dùng áp lực như vậy. Tôi Đường Nộ dám chống đối với triều đình còn rất nhiều cặn, ông định xử lý thế nào đây? Tôi dùng toàn lực đối phó, thuyết phục không được tuyệt đối không tha. Bây giờ triều đình chưa hiền nạp sĩ, nếu như có ai tình nguyện phục vụ triều đình thì phải trọng dụng mới được. Dạ. Gần đây có người cả gan dám đánh cắp một bí kíp ở trong cấm cung. Hả? Kẻ nào to gan như vậy chứ hả? Lần này tiểu dương phùng lình đến đây ta vụ án này, bí kíp có lẽ đang ở trong tay của bọn chúng. Đây là thơ mật của triều đình, hãy nhớ kỹ, hãy làm ngấm ngầm, không được công khai. Dạ, tuân lệnh. Tướng quân, sao đang có gì cầu kiến? Có chuyện gì nói. Tiểu thư có bệnh không có thể ra đây bái kiến. Biết rồi, đuổi ra đi, ta còn có gì thương lượng với Dương gia. Huệ Nhi, con sao hả? Sao mặt con đầy mụn gì hả? Con kêu sang đường đi nói với cha cho con tình. Vậy được, bây giờ con đi gặp Đa Đạt Dương gia đó. Huệ Nhi à, Huệ Nhi, con đừng đi gặp Dương gia sẽ làm Dương gia mất hồn nữa nhờ. Nửa câu lâu rải vấn độc lên mặt của con, nên làm cho gương mặt của con bị thương đó. Vậy à? Cha nghĩ dù nó to gan đến mấy cũng dám trải phấn độc vào mặt của con đâu. Chắc là những ngày con ở trên Thảo Nguyên, con đã bị mũi độc sâu cắn con chứ gì. Đúng rồi cha có cho người tới thành ma quỷ kiếm vị thanh niên đó chưa? Đi rồi, cha cho người đến thành ma quỷ để mà kiếm khắp nơi, nhưng mà kiếm không được bóng người. Cha thì đã cho người đi sao? Ê, từ nhỏ cho đến lớn, có lúc nào cha gạt con đâu chứ. Lạ quá, tại sao lại kiếm không được? Sao được? Đi nói tổng quản, mời đại phu đến xem mình với tiểu thơ. Tướng quân, tiểu thơ cổ đã thoa cấp cứu lên đơn rồi. Hả? Thoa cấp cứu lên đơn vào mới thấy bớt sừng. Con không muốn người ngoài thấy mặt của con. Được, được, được. Nếu ngày mai cô không bớt, con hãy mời đại phu nha. Huệ Nhi, nhớ đừng có lấy tay gãi nha ha. Tiểu thơ, tướng quân đi rồi. Tiểu thơ, mưu kế của tiểu thơ thiệt là hay, để gạt luôn cả tướng quân nữa. Gạt được thì sao? Tao đâu có thể ngày nào cũng giả làm như vậy. Tiểu thơ, hồi trước tôi thấy tiểu thơ lạc quan vui vẻ, tươi cười cả ngày, bất luận xảy ra chuyện gì tiểu thơ cũng không có sợ. Sao bữa nay lại vậy chứ? Tiểu thơ, hai bữa nay tiểu thơ không muốn ăn, không muốn uống gì hết, và thỉnh thoảng còn lấy con dao này ra để lau chùi. Nghi nợ thanh đoạn kiếm của vị thanh niên đã cứu ta được. Tiểu thơ à, tôi đã nghe hết mấy trăm lần rồi. Khi nữ cô lâu đến chàng thanh niên này bị thương, vậy mà hắn vẫn không nghĩ tới tính
giao đoạn kiếm này cho ta để ta tự vệ. Ta rất muốn được đi theo ảnh, không muốn đi theo nữ cô lầu đâu, ta ghét nữ cô lầu lắm. Tiểu thơ, nếu nói như vậy thì tiểu thơ đã yêu cái chàng thanh niên đó rồi. Về chuyện này ta không biết có phải là ta đã thương ảnh hay không, nhưng mà ta biết bây giờ ta rất là nhớ thương ảnh. Dương gia, xin nghe tôi khuyên cáo. Dương gia đi gặp Nạp Lan Minh Huệ tiểu thơ rồi sẽ về. Đấy, sư thúc, ta vì phương sang ngàn dặm đến đây là vì việc lớn nước nhà, không phải là vì nhi nữ tư tình đâu. Dương gia, xin đừng có trách sư thúc lải nhải. Người mà xứng đôi với Dương gia chỉ có Nạp Lan Minh Huệ tiểu thơ thôi. Nhan sắc của cô ta phải nói là rất hiếm có trong toàn quốc. Đẹp thì sao hả? Bây giờ cô ta có bệnh, cũng vì sáng ngày mai tôi còn phải lên đường về kinh thành, vậy chứng minh chúng tôi không có duyên phận. Vậy lấy tranh mà Minh Huệ tự vẽ cho Dương gia coi. Sư thúc, đừng ép bức ta. Bây giờ ta không có hứng thú tìm đối tượng đâu. Ở kinh thành ta thường hay bị cha ép bức chịu không nổi. Sư thúc trở về đi. Vậy của ta chính là của
Đây là thứ thuốc cổ truyền của lão đi săn, tôi nói hết lời mới thuyết phục được. Mau uống vào đi, sẽ khôi phục nhanh chóng. Cảm ơn cô nương. Quỳnh đã tỉnh lại 2 ngày rồi, nhưng mà sức khỏe còn rất là yếu. Tôi thấy đã đỡ nhiều rồi. Nè, Quỳnh nghĩ coi Quỳnh là người quê quán ở đâu, tên họ là gì, nhà ở đâu. Phải rồi, suy nghĩ kỹ coi. Tôi không còn nhớ được nữa. Tôi chỉ nhớ là muốn cưới một vị cô nương. À, cô ta mặc y phục giống như là cô đang mặc vậy. Chắc là mình vị cô nương rồi. Ừ, chắc là cổ. Quỳnh vì cứu cô ta là bị người ta đã thương. Đúng vậy. Vậy Quỳnh còn nhớ không, người đã thương Quỳnh là ai? Tôi không thể nhớ được, nhưng mà người đó hình như là một vị quan. Hắn có rất nhiều binh lính. Ngoài ra võ nghệ của hắn rất là cao cường. Quỳnh vì cứu người ta không nghĩ đến tính mạng của mình, đúng là một vị anh hùng can đảm cứu người. Vậy Quỳnh đệ à, quyển này là mình của Quỳnh đó. Quyển sách này đối với tôi rất quan trọng. Do bạn tôi kia tôi trao cho người khác. Quỳnh còn nhớ người bạn đó là ai không? Tôi không thể nhớ được. Quỳnh mình phục lại rồi, đang tập luyện hả? Thấy giống cây này tôi nhớ. Hình như hồi nhỏ dùng nó để mà làm kiếm tập luyện. Vậy tốt quá. Quỳnh dường như có thể nhớ lại rồi đó. Quỳnh phải cảm ơn tôi và Thi Hồng Sơn. Nếu không có chúng tôi cứu Quỳnh thì Quỳnh đã mất mạng rồi. Ơn đức lớn này của hai vị tại hạ không thể nào quên được. Xin được khách sáo. Thật ra Thi Hồng Sơn không thể để cho Quỳnh ở đây lâu được, bởi vì sư phụ của cổ không muốn cổ tới lui với bất cứ thanh niên nào. Mấy ngày nay may là không có sư phụ của cổ ở đây, nhưng có lẽ cũng sắp về rồi đó. Vậy thì tôi phải sớm ngày lên đường. Nè, hai người đang bàn luận gì đó? Ê, bữa nay tinh thần của Quỳnh rất là khỏe khoắn. Phải rồi, tôi cũng cảm thấy tôi đã khỏe lại rồi. Sáng sớm là đã ra đây luyện công rồi. Khí hậu hôm nay rất là tốt, hay là đến bờ sông nướng bồ câu ăn nha. Đồng ý, đi nướng bồ câu ăn nha. Ăn bồ câu có phi hồng căng, bảo đảm anh sẽ nhớ đời. Mình đi. Thế không cá, chúng ta hái được nhiều lắm nè. Thơm quá. Cái bụng của tôi cũng thấy còn cà rồi đây. Dạ bất lộ ạ, nước sôi rồi. Mau lấy nấm đó, đến bờ sông rửa sạch sẽ đi. Nè, Quỳnh đi cùng với tôi. À được. Rửa xong rồi. Ê, tôi nói cho Quỳnh biết, những cái nấm mà có màu sắc sặc sỡ mọc ở trên núi thì ăn không được đâu, vì nó có độc. Nè, như thế này nè, màu nâu nhạt là nấm hạt đào, là nấm ngon. Ngoài ra, những cái nấm đầu khỉ này rất là quý giá đó. Sao Quỳnh biết về nấm nhiều quá vậy? Tôi lại không thể nhớ được. Hồi trước, hình như tôi thích uống canh nấm đó lắm. Xem ra trí nhớ của Quỳnh khôi phục rồi đó. Quỳnh coi mấy ngọc này có đẹp hay không? Rất là đặc biệt, lại tinh vi nữa. Tôi chuẩn bị lấy nó để cầu hôn với Phi Hồng Căn đó. Quỳnh cũng cầu hôn với Phi Hồng Căn hả? Phải rồi, Quỳnh thấy sao? Rất là xứng đôi. Cô Phi Hồng Căn là người tốt, tâm địa của Quỳnh cũng rất là tốt. Tôi nhận thấy hai người quả thật là xứng đôi vừa lứa. Tôi cảm thấy tôi đã xứng đôi với cô ta. Chắc không?
Phi Hồng Cân khuyến khích tôi cầu hôn với cô ta. Tôi và cổ trưởng thành cùng nhau từ nhỏ, chúng tôi cùng chung một bộ lạc. Cha tôi và cha cổ là sư huynh đệ kết nghĩa với nhau. Tôi rất thích ca hát. Có rất nhiều cô gái trên thảo nguyên đều thích tôi, nhưng mà người cô gái tôi yêu nhất là cô ta.弹起我心爱的冬木兰，歌唱草原玫瑰花，鲜红的头巾随风飘啊，心上的姑娘哈玛呀。Cáp Mã Nhã là Phi Hồng Cân, Phi Hồng Cân là Cáp Mã Nhã. Ha Ma Ya, Ma Ya, Thảo Yên Sang, Nhân Nhân Qua. Ma Ma Ya, Ma Ma Ya, Trong Bộ Đề Sinh Phú, Chuyên Khảo Thả. Tôi nhớ lại rồi, tôi nhớ lại rồi. Bây giờ tôi đã nhớ rồi. Cáp Mã Nhã. Hồi nhỏ chúng ta ở trên tiên sơn tập võ nghệ của bằng có tiết phủ đầy núi, chúng ta cùng nhau quét tiết, cùng nhau nắn hình người tiết. Đến khi ăn Tết, chúng ta cùng nhau đến Ba Cát mua quần áo mới, cùng nhau đốt pháo. Ý, cha bất lộ. Thì ra là hai người đã quen biết với nhau hả? Cha bất lộ. Tôi với Thi Hồng Cân quen biết nhau tập võ trên núi Kim Sơn hồi nhỏ. Tôi đối với cô ta như là tiểu muội của tôi vậy. Đi đi. Sự gì hả? Khôi phục lại trí nhớ, nghĩ đến chuyện hồi trước. Nghĩ đến chuyện chúng ta chung vui trên thiên sơn phải không? Đang nghĩ đến. Nhưng mà huynh nghĩ nhiều nhất là sự chỉ dạy của sư phụ.
Văn Thông, Quỳnh thấy mũi khóa khăn đỏ này có đẹp không? Đẹp lắm. Quỳnh có còn nhớ khi Quỳnh lấy con pháo đỏ đổi lấy con lụa này thì sư Quỳnh nói gì với đại thúc? Ừ. Quỳnh đã quên rồi. Quỳnh đã quên rồi. Quỳnh không còn nhớ lúc đó ai đã nói những gì. Quỳnh có tặng khăn lụa đỏ cho mụi sao? 10 năm qua không có giờ phút nào mà mụi không nhớ đến chuyện hồi trước. Tuy rằng sư phụ quản lý giáo dục rất nghiêm, nhưng mà mụi không thể nào quên chuyện lúc trước. À, tánh tình của sư thúc chúng ta đều hiểu rõ. Lát nữa sư thúc về đây ngó thấy Quỳnh chắc là sẽ giết Quỳnh đó. Ồ thôi Quỳnh đi đây. Sư phụ không thể phản đối chúng ta đâu. À, hay là chúng ta liệt kiếp đi ha. Mùi đi lấy kiếm. Cám Ba Nhã, Cám Ba Nhã, cô với Văn Thông quen biết từ nhỏ hả? Phải rồi, tôi với Văn Thông từ nhỏ trưởng thành trên Thiên Sơn. Ở chỗ đó đều là băng tuyết, không có trái cây gì. Tôi và Văn Thông đến Ba Cát mua đồ ăn, mua mứt trái cây. Chúng tôi mua cả đống đồ đạc, để trên một chiếc xe nhỏ, đẩy lên trên núi. Tôi còn nhớ, ở trên Thiên Sơn, chúng tôi nắng người tuyết, ném tuyết vào nhau, thật là vui vẻ. Cám Ba Nhã, mỗi khi ném tuyết lẫn nhau, Văn Thông thường hay giúp đỡ tôi. Cám Ba Nhã, cô đã nói làm người phải can đảm. Phải rồi, làm người nhất định phải can đảm. Dù có gặp sự thất bại thì cũng phải can đảm đối diện. Cô cũng từng nói làm người cần phải to gan mà. Tôi từng nói. Cám Ba Nhã, tôi sẽ là người can đảm to gan. Cám Ba Nhã, hy vọng cô hứa làm nội trợ cho tôi. Văn Bất Lộ, tôi nói can đảm, to gan là quý trọng chính nghĩa. Can đảm đi giúp đỡ người khác, không phải can đảm xin hỏi cưới tôi đâu. Tôi biết tôi với Quỳnh cùng nhau trưởng thành, quan hệ chúng ta rất tốt, nên tôi không muốn gạt Quỳnh. Cám Ba Nhã, cô bình tĩnh nghe tôi nói đi. Hôm qua tôi nói với Văn Thông, tôi sẽ cầu hôn với cô. Văn Thông cũng tán thành. Quỳnh nói gì với Văn Thông? Cô nam quả nữ rất là nguy hiểm. Ai thiệt là to gan, dám đến hồ đình cốc của ta. Anh hùng xã thân gì nghĩa. Văn Bất Lộ, đừng có nói nữa. Tôi đã nói nhiều rồi, không lẽ Quỳnh không hiểu hay sao? Cám Ba Nhã, cho tôi một cơ hội đi mà. Văn Thông, Thiên Cách, mọi người nói cởi cửa chạy đi. Tôi muốn đẹp phải cô, muốn cho cô có cơ nhận cô là thị tưởng để chúng ta ở chung với nhau. Đừng nói tào lao, sư phụ thấy Quỳnh sẽ lấy mạng Quỳnh đó. Cám Ba Nhã, đừng có bỏ tôi. Cám Ba Nhã. Cám Ba Nhã, Cám Ba Nhã, Cám Ba Nhã, Cám Ba Nhã. Xem người còn chạy đi đâu được. Sư phụ ơi, tỉnh tay. Sư phụ, đừng có đánh nữa. Cám Ba Nhã,
Tại sao? Tại sao người phải hạ độc thủ với huynh ấy? Tại sao? Đàn ông trong hồ điệp cốc thì không thể sống ra ngoài. Sư phụ biết huynh ấy là ai không? Là Dương Vân Thông, đồ đệ của Hối Minh sư bá. Ngươi từng gặp rồi mà. Quy tắc của sư môn con đều ném ra khỏi chín tầng mây rồi. Đàn ông chẳng tốt đẹp gì, con lại cứ dướng vào. Mỗi năm viết thư còn chưa đủ, cuối cùng còn đưa hắn tới đây. Mười năm nay con không hề nhận được một bức thư hồi âm nào. Là vì người giữ lại thư của con. Tại sao? Tại sao người phải làm như vậy? Bởi vì ta là sư phụ của con, ta không muốn con bị tình cảm làm tổn thương. Sư phụ, không phải người đàn ông nào cũng là người xấu. Cha con Dương Vân Thông, Hội Minh sư bá, họ đều là người tốt. Thậm chí cả Trác Thúc Thúc mà người căm ghét nhất con cũng nhận thấy thúc ấy là người tốt. Cậu dám nói sư phụ như vậy à? Sư phụ, đừng tự nhốt mình trong hồ điệp cốc nữa. Bước ra ngắm nhìn thế giới bên ngoài đi. Nắng gió, chim chóc, hoa thơm, nhân gian bên ngoài, đừng nói nữa. Người khổ sở đau lòng vì Trác Thúc Thúc là bởi người quá yêu mới hận. Người mới chính là người đa tình nhất đó. Là đồ đệ của ma nữ tóc bạc ta đi thì phải vô tình, giữa sư phụ hoặc tình. Còn hãy chọn một trong hai đi. Chọn đi. Sư phụ, con xin lỗi. Người đi đi. Chạy đi mẹ, mẹ, mẹ nói chuyện đi, mẹ nhìn con đi. Cha, cha ở đâu? Cha ở đâu? Cha, 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 cha không được rồi. Cha ơi, cha. Cha, cha tỉnh lại đi, con sợ lắm. Cha, cha đừng chết. Cha, cha ơi, cha. Đừng khóc, cha con chưa chết. Cha, cha, cha. Tất cả võ công sư phụ đều truyền dạy cho tôi. May mà tôi cũng thông minh, không làm sư phụ thất vọng. Sư phụ luôn yêu cầu tôi rất nghiêm khắc. Thật ra người rất thương tôi. Cha, cha.
Là sư phụ đã cứu ta, dạy cho ta võ công. Tại sao ta lại muốn rời xa sư phụ, khiến cho người đau lòng? Tại sao? Tại sao muốn giết chết Dân Thông? Tại sao vậy? Huynh ấy là người từ nhỏ tới lớn ta thích nhất. Sư phụ à, tại sao người phải giết chết huynh ấy? Sư phụ, tại sao người phải giết chết huynh ấy? Tại sao? Tại sao? Dân Thông, Dân Thông, tại sao? Tại sao những chuyện này lại xảy ra với ta? Tại sao vậy? Sao huynh đi theo ta? Ta vẫn đi theo muội, cáp má nha. Đừng tự trách bản thân mình nữa. Ta xin muội, ăn chút gì đi nhé. Ăn chút đi. Người chết rồi không thể sống lại. Giang Bất Lương, chính là ở đây ta cứu Dân Thông đưa lên núi. Nếu như lúc đó ta không cứu huynh ấy, thì huynh ấy đã không chết rồi. Mùi ăn một mẫu bánh đi. Cáp mã nha. Sao vậy? Ta đói bụng quá. Ăn đi. Mùi không ăn ta cũng không ăn. Ta nguyện đói chết. Được rồi, huynh ăn, ta cũng ăn.
Cáp Mã Nha, không phải con nói quay về hồ Điệp Cốc rồi sao? Sao lại quay lại rồi? Có phải bị sự chân thành của Giang Bất Lư làm cảm động rồi không? Cha, Cáp Mã Nha, có phải Giang Bất Lư ức hiếp con không? Không có đâu Minh Chủ. Cha, con gặp lại Dân Thông rồi. Cáp Mã Nha, mọi việc từ từ rồi nghĩ. Người con muốn gặp nhất cũng tới rồi. Cha, cha nghe con nói, sư phụ giết chết Dân Thông rồi. Sao lại như vậy? Mau nói cho Chiêu Nam biết. Chiêu Nam, đây là khúc nhạc lá sư huynh yêu thích nhất. 10 năm trước, khi các huynh ở đây đón năm mới, là muội dạy huynh ấy. 10 năm nay, ta và sư huynh đều rất nhớ muội. Muội có biết không? Nhưng huynh ấy đã không còn nữa rồi. Cầu mong cho huynh ấy được các nhân thiên tướng. Sao có thể? Người võ công cao mấy cũng rất khó sống được. Ta và sư huynh cùng xuống núi, vốn muốn làm chút gì đó giúp cho dân du mục, hành hiệp trượng nghĩa. Đâu ngờ rằng huynh ấy lại gặp phải điều bất trắc. Sư huynh, để sao báo thù cho huynh? Huynh muốn giết sư phụ muội, nhưng thù của sư huynh lẽ nào không báo sao? Sao con người lại bất lực như vậy? Tại sao lại không có lựa chọn như vậy? Lẽ nào đây chính là thiên lý? Đây chính là vận mệnh sao? Chiêu Nam, Chiêu Nam, Chiêu Nam, huynh nghe muội nói, huynh bình tĩnh một chút. Hồi Minh sư bá từng nói, những việc nghĩ không thông suốt thì tạm thời đừng nghĩ. Cáp Mã Nha, nhóm bạn chơi năm đó chỉ còn lại. Bất luận thế nào, ta cũng không để những chuyện bất hạnh xảy đến với muội nữa đâu. Đi sĩ Đạt, trời lạnh rồi, lại đây uống chút rượu đi. Được. Giang Bất Lư, huynh gần đây dường như không được vui, cũng không hát nữa, cũng nói ít hơn. Không có, ta không có tâm sự gì cả. Đừng đoán mò, ta rất vui. Huynh không gạt được ta đâu, huynh đang ghen đúng không? Huynh nghe xem, các mã bọn họ vẫn đang ở bên đó ca hát nhảy múa kìa. Đúng vậy, họ nhất định chơi rất vui, chắc chắn vẫn còn rượu uống. Huynh đi đi, ở đây để ta canh chừng là được rồi, đi chơi đi. Không sao đâu. Đi đi mà, không sao đâu. Được, vậy vất vả cho huynh rồi. Tôi đến đây.
Trang Bất Lương. Giang Bất Lương. Trang Bất Lương. Giang Bất Lương. Không hay rồi, Giang Bất Lương bị đánh ngất rồi. Có kẻ đột kích, có kẻ đột kích. Siêu Nam giữ mạng hắn. Cha. 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 Minh chủ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thích khách mấy ngày nay chắc chắn là do Nạp Lan Tu Cát phái tới. Chúng không giết ta mà bắt đi, chỉ là muốn bắt ép ta phải đàm phán với chúng. Nói là đàm phán, thực chất là muốn minh chủ quy thuận chúng. Gia Bất Lương, sao huynh lại sơ suất như vậy để thích khách lọt vào đây? Xin lỗi, huynh rõ ràng biết mình không biết võ công, còn nhận làm anh hùng gì chứ? Để y sĩ Đạt đi ca hát một mình canh gác. Cáp Mã Nha, ta bảo đảm lần sau, còn có lần sau. Hôm nay nếu không phải có Chiêu Nam, hậu quả sẽ khó mà lường được. Được rồi, Cáp Mã Nha, muội đừng nói vậy. Ta đã hứa với sư phụ sẽ bảo vệ mọi người mà. Có Chiêu Nam ở đây, mọi chuyện đều bình yên vô sự. Sau này chỉ cần mọi người đề cao cảnh giác là sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa. Các huynh đệ, mọi người ra ngoài đi. Vậy được rồi, chúng ta đi thôi. Vất vả cho mọi người rồi. Cáp Mã Nha, vừa rồi con nóng quá. Giang Bất Lư khiến người ta quá thất vọng. Thật ra con vì lo lắng cho Giang Bất Lư mới trách mắng hắn nghiêm khắc như vậy. Cha nói không sai chứ? Cha là hiểu lầm rồi. Con và Giang Bất Lư, không biết con có thích hắn hay không, bất luận thế nào cha hắn cũng là minh chủ tiền nhiệm. Hắn không thích võ công, chỉ biết ca hát nhảy múa, cũng không phải chuyện sai trái. Đừng làm hắn khó xử trước mặt đông người. Ta làm cho cha chút trà thảo mộc, đem một chút cho huynh, đang còn nóng, huynh uống đi. Cáp Mã Nha, muội vẫn còn quan tâm ta vậy sao? Tất nhiên rồi, huynh là người bạn tốt nhất của ta mà. Vậy chuyện tối qua đừng nhắc nữa. Ai chẳng phạm phải sai lầm, hãy coi như một bài học. Ta biết sau này huynh sẽ không phạm phải nữa. Đúng, sau này ta sẽ không sơ suất nữa. Có phải do ta mắng huynh nên huynh mới quyết định rời khỏi bộ lạc? Thật ra ta rời bộ lạc là để đi bái sư học võ. Huynh thật sự quyết định học võ? Tốt quá rồi, Giang Bất Lương. Bộ lạc chúng ta đang cần những người biết võ công. Cả ngày ca hát nhảy múa không thể cứu được bộ lạc. Đây là Đông Bất Lạp ta thích nhất. Từ ngày hôm nay ta sẽ không mang theo nó nữa. Sở đại hiệp thật là giỏi. Giang Bất Lương hôm nay hình như thiếu gì đó. Ngươi không mang theo Đông Bất Lạp? Đúng vậy, tôi quyết định từ nay trở đi không hát nữa. Tôi muốn tập trung tất cả tinh lực vào việc luyện võ. Giang Bất Lương, ngươi thật có trí khí. Chúng tôi ủng hộ ngươi. Mong huynh nhận ta làm đồ đệ. Chiêu Nam, huynh nhận huynh ấy làm đồ đệ đi. Huynh ấy vốn định rời khỏi bộ lạc ra ngoài tìm sư phụ, là muội khuyên huynh ấy mới chịu ở lại. Sở đại hiệp, xin huynh hãy thu nhận Giang Bất Lư, huấn luyện hắn trở thành một anh hùng văn võ song toàn nhé. Nhưng làm đồ đệ của ta phải tuân thủ rất nhiều quy định. Chỉ cần sư phụ dạy ta võ công, ta nguyện không ăn không ngủ. Được lắm. Thôi được.
Hay lắm, Dân Thông. Sư phụ dạy huynh luyện công phu chỉ mấy ngày, huynh đã học được rồi, có thể dạy cho ta vài chiêu không? Để Trác thúc thúc dạy huynh. Nhưng sư phụ ta nói ta nội công chưa đủ. Sư phụ, Dân Thông, mau cảm ơn Trác thúc thúc của con đi. Cảm ơn Trác thúc thúc. Được rồi, đi luyện võ đi. Sư phụ, dạy con cũng đi. Đi đi. Dân Thông, đợi ta với. Không ngờ Dân Thông bình phục nhanh như vậy. Mạng của Dân Thông cũng thật lớn. Rơi từ trên vách núi xuống, không những không chết mà còn học được võ công của ngươi. Ta ở lại đáy cốc này là vì bảo vệ Ngây Thường. Nhưng ta và thằng bé cũng thật có duyên. Nếu những kẻ si tình trong thiên hạ xếp hàng lại thì ta nghĩ ngươi sẽ đứng ở hàng đầu. Dân Thông, Dân Thông, chết, Nghe Thường tới rồi. Không cần trốn nữa. Sư phụ, thì ra ngươi vẫn chưa chết. Sư muội là Nhất Hàng đã cứu Dân Thông. Tại sao huynh cứ đi theo ta vậy? Ta ở Thiên Sơn, huynh cả ngày canh giữ núi trước núi sau. Ta tới Hồ Điệp Cốc, huynh lại bí mật sống ở dưới đáy cốc. Ta không cần nói nữa. Muội muốn kết thúc đoạn tình duyên này của chúng ta. Ta lại không muốn vậy. Ngươi còn đứng đây làm gì? Còn không mau đuổi theo. Nghe Thương, Nghe Thương, đã xảy ra chuyện gì? Đừng nói nữa. Ta ở bên dưới cốc canh giữ muội là mong muội có thể hiểu và tha thứ cho ta. Ta sớm đã nói với huynh rồi, chúng ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Nghe Thương, Nghe Thương, sao muội phải như vậy? Sư phụ, sư phụ.